Nếu tôi nói anh ấy là hoa đà tái thế, bạn có tin không? Trong bệnh viện, bác sĩ bận đến sứt đầu mẻ trán. Mr. Bean nhặt được ống nghe y tế, đi khắp nơi tìm chủ nhân của nó. Kết quả bị y tá hiểu nhầm, tưởng là bác sĩ ngoại khoa nên kéo thẳng vào phòng phẫu thuật. Anh da đen nọ bị trúng đạn đang chờ được chữa trị. Hay trùng hợp ghê, anh da đen là người quen của Mr. Bean. Chào hỏi một hồi. Anh da đen vừa tỉnh lại bị dọa ngất. Bác sĩ vừa rạch da ra, y tá đã tất tả chạy vào, nói phòng bên cạnh có bệnh nhân nặng hơn, cần các bác sĩ đi hỗ trợ. Cuối cùng, phòng phẫu thuật còn mỗi mình Mr. Bean. Nhưng anh nào biết phẫu thuật, nhìn bác sĩ bận rộn ở phòng đối diện, anh chán quá nên lấy một viên kẹo sô-cô-la ra mà lại quên mình đang đeo khẩu trang. Trùng hợp thế nào mà viên kẹo lại rơi vào bụng anh da đen. Anh thò tay vào lấy vậy mà móc ra được viên đạn ra. Anh sợ xanh người nên vội vàng nhét lại vào trong. Tìm lại, tìm được rồi, rửa qua vẫn ăn được. Đợi bác sĩ xong việc về, anh da đen đã mất máu nghiêm trọng đe dọa đến mạng sống. Các bác sĩ không tìm được vị trí viên đạn, loạn hết cả lên. Lúc này, Mr. Bean bình tĩnh xuất đầu lộ diện. Làm gì vậy, nhìn tôi đây. Chớp mắt viên đạn đã được Mr. Bean lấy ra. Y tá xung quanh đều coi anh là thần y. Bạn tưởng vậy là xong sao? Anh vừa ra khỏi phòng phẫu thuật lại gặp phải bạn thân. Con gái anh ta bị tai nạn giao thông, đến giờ vẫn chưa tỉnh. Mr. Bean lại bị tưởng là bác sĩ kéo vào chữa bệnh. Vừa vào, anh đã làm các thể loại trò con bò nhưng đều vô dụng. Anh lấy máy kích nhịp tim cũng vẫn vô dụng. Thế là anh thử luôn lên người mình. Kết quả, con gái anh bạn thân thế là bị đè cho tỉnh. Tôi chỉ muốn nói là vãi nồi vậy cũng được hả? Hành động này đúng đỉnh. Mr. Bean cầm một viên đá rồi lên xe của mình, trông như sắp đi đánh nhau. Nhưng anh lại bắt đầu thay áo rồi đến quần. Còn viên đá dùng để đè chân ga. Không đủ không gian lái, anh liền xuống dưới ngồi dùng chân điều khiển bánh lái. Quá đỉnh, kỹ thuật tương đối điêu luyện. Không phải tài xế 582 thì không nghĩ được chiêu này đâu. Vậy vẫn chưa là gì, anh còn lái được xe bằng miệng. Bôi kem đánh răng xong, một tay lái xe một tay đánh răng. Công việc nào lẫn việc nào. Nước súc miệng còn sẵn có. Nhưng mọi người đừng học theo nhé. Chỉ cần có đèn xanh đèn đỏ thì câu chuyện đã khác rồi. Anh lái thẳng xe đến cửa viện, lại không có chỗ để. Nhưng làm thế này thì đơn giản luôn. Vào đến nơi vừa đúng 9 giờ, chuẩn giờ hẹn với bác sĩ. Nào ngờ lại phát hiện đến sớm quá. Phía trước còn người, anh đành đi đọc tạp chí giết thời gian. Vừa hay, tạp chí Batman anh thích đứa trẻ phía trước đang đọc. Được thôi, vậy thì đọc cùng, anh cũng không để ý. Nhưng đứa trẻ lại để ý, nó quay đầu, nâng tạp chí lên. Ao, mà anh cũng dã man lắm, không nói nhiều đâu. Được mày bất nhân thì đừng trách tao bất nghĩa. Anh lấy lọ hoa bên cạnh đổ vào đũng quần thằng bé. Nó chỉ thấy dưới đũng mát mát rồi đứng lên nhìn. Mẹ ngồi bên cạnh giận tím người kéo nó ra ngoài dạy dỗ một trận. Anh đắc ý giật lấy cuốn tạp chí, nhưng chưa kịp đọc đã bị y tá gọi vào trong. Y tá đeo yếm cho anh, bác sĩ thì chuẩn bị dụng cụ. Còn anh lại nghịch ghế nâng hạ. Anh đi viện khám răng, vậy mà lại chữa hẳn cho cả bác sĩ. Bác sĩ uống ngụm cà phê rồi để nó sang một bên, sau đó lấy dụng cụ chuyên dụng hút điên cuồng trong miệng anh. Mr. Bean vui lắm, trò gì đây, chưa thấy bao giờ vui đó. Nhân lúc bác sĩ quay người đi, anh lấy ống ra chơi. Rảnh quá lại cho vào cốc cà phê của bác sĩ. Ồ ôi hết rồi này. Anh vội vã để đồ xuống, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Bác sĩ tưởng anh uống hết cà phê nên kêu y tá rót thêm ly nữa. Sau khi tiêm thuốc tê cho anh, ông tiếp tục làm việc. Mr. Bean rảnh rỗi sinh nông nổi nên lại ra tay. Nhưng vừa cầm lên, bác sĩ lại quay người chuẩn bị bắt đầu trồng răng. Kết quả vừa chọc kim phía trên thì trên đùi bác sĩ đã có thêm một cây kim. Không thể không nói thuốc tê không có tác dụng với Mr. Bean nhưng với bác sĩ lại có. Lúc này, bác sĩ đi cài nhắc rồi. Thế là bác sĩ bị anh chữa đến ngất ra sàn. Hết cách rồi, vẫn phải chữa răng tiếp. Anh nhìn tấm phim rồi tự ra tay chữa cho mình. Làm xong bên này, anh phát hiện nếu lật ngược chiếc răng hỏng lại ở bên kia, lại trồng lần nữa vậy. Thế là xong rồi đó. Lật tấm phim xuống, quay một vòng hình như không vấn đề gì. Mà thôi, vậy thì thay cả hàm luôn. Thế là anh làm hết từng cái răng một. Cuối cùng, khi bác sĩ tỉnh lại thì răng anh cũng xong. Ông giận dữ giật chiếc yếm. Tổn thương không nhiều nhưng nhục nhã thì cực điểm.
Tập hôm nay đến đây là hết mất rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.